Thời nay nè, chỉ ráng tu tập, đừng có sợ hãi khi mình ở trên dạy á. Nói Kiệt nhắn lại cho các quý vị á, khi mình bình thường, mình đừng có sợ hãi. Khi mình sợ hãi á, cái lực của mình yếu, cái tinh thần mình yếu, thì con virus hay là cái gì á, nó sẽ làm cho mình xong á. Còn nếu mình cứ bình thản, sống chết có số, ngày nào sáng á, cũng gán lấy cuốn kinh lên đau lô xuống rồi đọc thì thôi, đọc đại bi cũng được, cứ lại sám hối thành tâm được, lăng nghiêm, để cho tránh bớt mấy cái vụ mà đọc lăng nghiêm á, nó có chánh kiến đầu ma đồ không có dám bán. Khi mình đi đi nghĩa địa hay đi ngang đâu hay là đi đám ma gì nhà ai gì đó, bọn này nó nghe nhiều khi đi mấy chùa, chứ nghĩ đi chùa là mình ấy, nhưng phải đi chùa là chùa nào cũng thờ dông, ở trong đó có triệu dông á. Một cái dông mà được cái hình nằm trên đó là kéo thêm đống dông bạn nữa, mình đi ngang đó họ bám cho mình đi về nhà, lúc đó mình còn mệt á thì đi cũng tốt á, nhưng mà phải coi kỹ à, còn ở nhà chắc ăn không có đi theo mình được, mình dẫn nó về nhà. Đó là cái thời nay là thời nhị, gọi là cái thời thiện ác bỏ chung một bình, sàng lọc lại. Rồi xưa đi học một khóa, trên học một khóa rồi xong mới ta đầu thai lại để mà lo cho cái quả địa cầu kế tiếp, để vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Nước Việt á, sau này á, rất là hùng cường, là cường quốc của thế giới. Nhìn thì giờ nói không ai tin đâu, thiệt giống như 2 năm trước Kiền nói sẽ có mấy vụ này xảy ra cũng không ai tin, nhưng mà nó sẽ như vậy. Lý do sau khi Á Châu và những cái này ổn định á, nước Mỹ nè sẽ có chuyện lớn. Trên nói cái thành phố Silicon Valley này nè, nó không có còn là cái thu hút của thế giới nữa, thì người mình không về á, tự động cuốn gói đi về à, tại vì bển làm ăn giàu hơn là ở Mỹ mà, nhà cửa đồ bển cũng rẻ hơn quê hương mình nữa. Người sau này không có giữ như người bây giờ, người bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ lớn dữ quá thì cũng khó trách được. Tự vì tối ngày á, thấy mấy đứa cháu bên Việt Nam á, ăn học học từ sáng cho tới tối, học thêm này thêm phụ trội thêm kia thêm anh hùng Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu thuộc lào lào à, mà chú Đại Bi hay Lại Phật tụi nó không biết, rồi nó học cái gì đâu không mà về không có tác dụng gì hết, mà làm đứa nào đầu óc cũng muốn bị điên đó, thiệt là tội nghiệp. Rồi cộng lại 3 cái điện tử về xe xua, cho nên học đại bi để mà qua cái nạn ở nhà, lại sám hối ở nhà được rồi. Cái này mình chỉ là khuyên là theo thầy theo chùa, chứ đừng có chạy theo thần thông này thần thông nọ hay là ông này bà nọ. À, lúc này là lúc quan trọng, mà khi người mà tinh thần mà yếu á, dễ bị lôi cuốn vào mấy cái này lắm, phải coi chừng. Ở trên cho mình hôm nay xuất hiện lộ cơ một chút là cũng mấy vụ này, và đồng thời trấn an Phật Di Lặc sẽ rời thiệt, để mà chuẩn bị đón ngày mình giờ quét đường dọn đường. Giống như mỗi lần mà vua đi hay là gì đi, có mấy dọn đường, mấy lính dọn đường, mình là lính dọn đường, mình nói vậy chắc ăn. Còn nếu sau này Phật Di Lặc không ra đời thì lỗi của mình, chứ mình không phải là thầy. Mình nói lại một lần nữa, không phải là thầy, cũng không phải thầy bói, cũng không phải thầy pháp, cũng không phải thầy tăng, cũng không phải thầy giáo. Đừng ai kêu mình là thầy, kêu anh em bạn bè với nhau được rồi. Tôi chỉ là người có duyên tiếp xúc được thì biết.